Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh phê bóng đá. Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức kiện thủ môn Martinez vì hạ nhục Mbappe. Liên đoàn bóng đá Pháp đã đưa ra khiếu nại chính thức sau khi thủ môn Martinez của đội tuyển Argentina chế giễu Kini Mbappe. Mbappe đã ghi một hat-trick trong trận chung kết World Cup 2022, nhưng điều đó là không đủ. Sau khi Argentina lần thứ 3 đăng quang chức vô địch thế giới tại loạt sút luân lưu, on by Leicester, sau đó đã tham gia vào lễ kỷ niệm cuồng nhiệt ở Bolos Alex và Martinez được ghi lại hình ảnh ôm một con búp bê mang hình Mbappe bên cạnh Leo Messi trong cuộc diễu hành. Trước đó, anh cũng chế giễu ngôi sao của Paris Saint-Germain trong phòng thay đồ ngay sau chiến thắng của trận chung kết. Martinez hô vang, "Bây giờ là một phút mặc niệm cho Mbappe, cậu ta đã toi." Toàn bộ khoảnh khắc gây tranh cãi này được đồng đội Nicolas Omentadi phát trực tiếp trên Instagram. Điều này, Liên đoàn bóng đá Pháp đã gửi đơn khiếu nại tới Liên đoàn bóng đá Argentina khi họ cho rằng màn ăn mừng của Martinez gây sốc và bất thường phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với AOS Fran, Chủ tịch của FFF Leo Legras cho biết Chúng tôi đã tiến hành các thủ tục khác nhau. Những chàng trai đã công hiến hết mình để đội tuyển Pháp thành công. Điều quan trọng là chúng tôi đã ủng hộ họ. Tôi đã viết thư cho người đồng đội cấp dưới của mình ở Liên đoàn bóng đá Argentina. Tôi thấy những hành vi thái quá này bất thường trong bối cảnh thi đấu thể thao. Và tôi cảm thấy khó hiểu nó đi quá xa. Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp ông Bruno Le Maire yêu cầu Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA phải tiến hành biện pháp để điều tra và ra án phạt đanh thép để thực hiện sự tôn trọng thể thao và tính nhân văn trong bóng đá. Ông chia sẻ rằng FIFA đang làm gì vậy? Thể thao là sự công bằng. Nó thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Nó thể hiện sự tôn trọng đối với những người thua cuộc. Trước sức ép từ Liên đoàn bóng đá Pháp, FIFA chuẩn bị mở cuộc điều tra và các hành vi lăng mạ, phân biệt chủng tộc, khiêu khích và xúc phạm mà Argentina nhắm vào Pháp. Cụ thể, thủ môn Emiliano Martinez sẽ trở thành đối tượng để điều tra gay gắt nhất. Thông điệp mạnh mẽ từ Bruno Le Maire, Bộ trưởng Kinh tế Pháp, nhấn mạnh ông rất không hài lòng về thủ môn Emiliano Martinez của đội tuyển Argentina. Béo Zeus Mbappe tại lễ diễu hành ăn mừng chiến thắng của Argentina tại Buenos Aires. Trong bức thông điệp mới đây, Bộ trưởng Le Maire nhấn mạnh, họ là những kẻ xúc phạm không đáng có. Karl Oliver, chủ tịch của Ủy ban Olympic Pháp, thậm chí còn yêu cầu FIFA tước danh hiệu vô địch của Martinez mọi thứ thật không thể chấp nhận nổi đó không phải là hình đẹp trong bóng đá dĩ nhiên đây là một đề nghị không tưởng nhưng phải thừa nhận rằng hành động của Martinez đã đi qua giới hạn và không được thế giới bóng đá đón chào ngoài việc làm gây tranh cãi trên thủ môn của tuyển Argentina còn ăn mừng thô bỉ ngay sau khi nhận danh hiệu găng tay vàng dành cho thủ môn hay nhất World Cup 2022 về phía Martinez hôm qua anh đã tham dự buổi lễ tôn vinh ở quê nhà và thủ thành này vẫn tỏ ra rất thoải mái với những gì mình làm thậm chí anh còn phải ứng lại khi bị chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp chỉ trích là ông ta đã không biết gì về bóng đá Nam Mỹ cả ám chỉ những việc anh làm là bình thường tại Argentina. Thánh giác muối sát bà đã bị FIFA điều tra. Theo nhiều nguồn tin thì anh có thể bị cấm tham dự các sự kiện của FIFA vì tự tiện đụng vào cúp vàng. Nhưng qua trường hợp này, nhiều báo của Argentina lo ngại vợ của Messi cũng sẽ bị sờ gáy. Đầu bếp sát bà đang trở thành tâm điểm chỉ trích vì nào xuống ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Argentina. Thậm chí người này còn tìm cách chụp hình với nhiều siêu sao xứ tango và không ngần ngại giật cúp để lên hình. Sát bà đã phạm luật của FIFA bởi theo quy tắc bao năm nay của cơ quan điều hành bóng đá số 1 thế giới, chỉ có các thành viên của đội vô địch và những nguyên thủ quốc gia mới được phép cầm vào cúp, bởi đây là chiếc cúp danh giá nhất thế giới thúc cầu. Nhưng nếu theo luật này, vợ con của Messi là Antonella Rocuro cũng đã vi phạm bởi trong khoảnh khắc ăn mừng cùng gia đình, tất cả đều ôm hôn chụp hình cùng chiếc cúp. Chính Lionel Messi đã gọi Antonella và con xuống sân để cùng anh chia sẻ niềm vui hạnh phúc khi nên ngồi vô địch. Tờ Report đã đặt ra nghi vấn này. Nhưng theo nhật báo của xứ Tango, thì những hình ảnh của Antonella không gây khó chịu như hình ảnh của Sát bà Hơn nữa, ngoài vợ của Messi, Sergio Agüero cũng đã ôm cúp vàng và làm như vậy. Anh cũng phạm luật bởi Agüero đã giải nghệ từ lâu, chỉ được coi là một người hâm mộ tại World Cup 2022. Vẫn chưa rõ phán quyết từ FIFA ra sao, nhưng qua các vụ việc này, chắc chắn họ sẽ phải tính lại một vài chi tiết nhỏ trong công tác tổ chức lễ nhận quân cúp. Có lẽ đây là điều mà FIFA chưa lường trước bởi các yếu tố tổ chức trong quá khứ vì đội bóng vô địch không đưa người thân xuống ăn mừng. Vậy nên tranh cãi này đã không nổ ra. Trọng tài Simon Masiric vừa cung cấp những hình ảnh cho thấy tại Chung kết quân cốc 2022, các thành viên của đội tuyển Pháp cũng vi phạm luật, chứ không riêng gì Argentina. Do vậy, theo ông thì những phản ứng từ người hâm mộ là chưa hợp lý. Đang có rất nhiều người hâm mộ từ giới truyền thông Pháp tin rằng các quyết định của trọng tài Simon trong trận chung kết đã chống lại Pháp. Sự việc lên tới cao trào khi 200.000 người đã ký vào đơn đề nghị FIFA cho trận đấu tại sân Lusail được đá lại. Dĩ nhiên, điều này là viển vông. Dù sao thì chung kết hai Cúp 2022, trận chung kết đã được đánh giá hay nhất từ trước đến nay, đã kết thúc và mọi thứ đã đi vào lịch sử. Nhưng chắc chắn sự phản đối của người hâm mộ là có lý do khi họ cho rằng ở pha bóng Leo Messi khi bàn nâng tỷ số lên 3-2 ở phụ thì ít nhất hai cầu thủ dự bị của đội tuyển Argentina đã bước qua đường biên dọc. Họ dẫn chứng luật FIFA và cho rằng bàn thắng này không thể được công nhận. Lập tức thì trọng tài Simon đã đưa ra bằng chứng thép chứng minh chính đội tuyển Pháp cũng đã phạm luật ở pha bóng gần cuối hiệp phụ thứ hai đã có 7 thành viên của đội tuyển Pháp xuất hiện trên sân trong pha bóng của Mbappe ghi bàn. Trợ lý của ông Marseric cũng lên tiếng: "Luật bóng đá không phải là luật hình sự, bạn có thể phân tích mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Điều quan trọng nhất là tinh thần thi đấu của trận đấu. Ví dụ như là luật nói rằng trận đấu sẽ không thể tiếp tục nếu không có cờ của phạt góc. Thử tưởng tượng trong một trận đấu khi cờ góc bị hỏng và không có cờ dự phòng, chẳng lẽ theo quy tắc thì chúng ta phải hủy bỏ trận đấu chung kết hay sao?" Colina cựu trọng tài uy tín nhất FIFA từng nói, nếu trọng tài chỉ cần học thuộc lòng luật thi đấu, trên thế giới sẽ có hàng trăm triệu trọng tài xuất sắc. Ai cũng có thể học 150 trang nội dung, nhưng bạn thấy đấy, không có nhiều trọng tài xuất sắc như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.